Vâng, xin chào anh em, là Tuấn đây. Thì hôm nay Tuấn có giới thiệu với anh em một cái thiết bị livestream bộ combo thứ hai. Bộ combo thứ hai là gồm có cây chụp ảnh, mic, được chưa? Và cái điện thoại và cái bộ chuyển này. Bộ chuyển này nhá. Bộ chuyển này với cả cái đèn flash. Combo gồm có đèn flash với cả bộ chuyển với cả cây chụp ảnh với cả mic này thôi. Không kèm theo điện thoại nhá. Thì giá đấy sẽ có. Thì đến hôm nay mình sẽ tập trong cái buổi này. Anh em cần làm livestream hay là làm video sản xuất đúng không? Thì anh em rất tiện cho ví dụ gây chụp ảnh như này, tiện anh có thể bẻ lên bẻ xuống các kiểu luôn, góc độ luôn đúng không, để làm cái combo như này luôn đấy, chụp ảnh như này đấy. Tôi sẽ thử live stream luôn cho anh em xem nhá. Đây nhá, đây thử live stream luôn đây, hoặc là để lên này bàn đấy, anh em thấy không, với các thiết bị như là mic của Oppo chẳng hạn, những cái máy của Oppo cần phải mic khuếch đại cao đúng không, thì có thêm cái mic đây, cái gây chụp ảnh đây với cả cái đèn cái đèn live stream đây để tạo ánh sáng, anh em thấy mặt mình có sáng không, mà rất sáng, cái đèn này có thể chuyển được các màu nhá, đây các màu luôn nhá, đây đấy đấy, da trắng, da đen, da đỏ các kiểu để chuyển được nhá, đấy hoặc này cấp cứu này đấy, đấy cấp cứu như này này, anh em thấy không đấy, chưa đấy chưa. Ok, vâng, chào Võ Thị Ngọc nhá, chào Mari Mắc Mệt nhá, Mắc Mệt Mari nhá. Ok rồi, anh em muốn được Tuấn hỗ trợ các thiết bị đấy hãy comment xuống dưới và hãy comment là có nhá, và hãy subscribe kênh của Tuấn nhá, và hãy cần khi cần hãy liên hệ Tuấn nhá. Tạm biệt anh em.